Ngày 7 tháng 12, Thánh Ambrosio. 1. Trong các người viết tiểu sử về Thánh Ambrosio nói rằng: vào ngày phán xét chung, sẽ vẫn còn sự tách biệt giữa những người thích thánh nhân và những người cực kỳ ghét bỏ ngài. Thánh Ambrosio nổi tiếng là một người có những quyết định táo bạo, ảnh hưởng đến đời sống của những người cùng thời. Vào năm 33 tuổi, Thánh Ambrosio đã có tất cả mọi sự, một sự nghiệp đầy hứa hẹn là luật sư, một vị thế quan trọng trong chính trường là Tổng trấn Milan. Ngoài ra, ngài còn là người bạn và đồng chí với hoàng đế, cùng với một gia tài kết xù. Và rồi vị giám mục của Milan từ trần vào lúc ấy khoảng năm 374. Nhiều tà giáo muốn tiêu diệt giáo hội. Vị cố giám mục Milan từng hậu thuẫn cho lạc giáo Arian chống lại giáo huấn về thiên tính của Đức Kitô. Vậy ai sẽ là người kế vị, người Kitô giáo hay người của phe Arian? Cả hai phe đụng độ nhau ở vương cung thánh đường và một cuộc bạo động xảy ra. Duy trì trật tự công cộng là trách nhiệm của Tổng trấn Ambrosio, nên ngài vội vã chạy đến nhà thờ và hùng hồ lên tiếng, không ủng hộ phe phái nào cả, nhưng ủng hộ sự hòa bình. Ngài xin dân chúng hãy bình tĩnh, kiềm chế sự nóng nảy và chọn lựa giám mục mà không cần phải xô xát. Trong khi ngài đang nói, bỗng dưng có người hô to, bầu Ambrosio làm giám mục. Thế là tất cả mọi người đều đồng thanh, Ambrosio là giám mục. Các vị giám mục khác của tỉnh thì quá vui mừng khi được phủi tay trước vấn đề khó khăn này. Nhưng Ambrosio không dễ hy sinh một sự nghiệp đầy hứa hẹn để chấp nhận công việc của một giám mục đầy nguy hiểm. Một công việc ảnh hưởng đến tính mạng trong thời lạc giáo. Bởi thế Ambrosio bỏ trốn. Khi ngài cầu viện đến hoàng đế để thay đổi quyết định nói trên với lý do là ngài chưa rửa tội, vị hoàng đế lại tuyên bố rằng ông rất vui mừng khi chọn được quan tổng trấn thích hợp với chức giám mục. Ambrosio trốn tránh trong nhà của một nghị sĩ, nhưng ông này đã đem nộp Ambrosio khi ông biết quyết định của hoàng đế. Không còn biết trốn vào đâu nữa, Ambrosio ra đầu hàng. Vì ngài bị ép buộc phải chấp nhận chức giám mục, nên sẽ không ai ngạc nhiên nếu ngài vẫn tiếp tục lối sống cũ như trước khi được tấn phong. Tuy nhiên, ngay sau đó Ambrosio đã phân phát tài sản cho người nghèo và tự đặt mình dưới sự chỉ dẫn của Thánh Simplician để học thần học và kinh thánh. Phe Ararian tưởng rằng Ambrosio sẽ là giám mục của họ vì ngài từng là một viên chức của triều đình và nhiều người trong chính quyền đều thuộc phe Arian. Nhưng Ambrosio đã dùng sở trường của một luật sư và tài hùng biện để chống lại phe Arian. Bất cứ nơi nào, dù ở nhà thờ, triều đình, thượng viện hay ngay cả trong hoàng tộc, tính ngoan cố của ngài khi không chấp nhận chức giám mục lúc đầu, nay lại trở thành vũ khí trong cuộc chiến chống lại lạc giáo và giúp ngài quyết tâm theo đuổi sự thánh thiện. Khi người Goth xâm chiếm đế quốc và bắt nhiều người làm con tin, đức giám mục Ambrosio đã phải dùng chính tài sản của mình để chuộc. Ngài nói sự bác ái có giá trị nhất là chuộc kẻ tù đày. Ngay cả các bình vàng của giáo hội, ngài cũng đem bán để lấy tiền chuộc. Ngài nói, cứu vớt các linh hồn cho Chúa thì tốt hơn là duy trì tài sản. Đức Kitô đã sai các tông đồ đi rao giảng mà không có vàng bạc, và cũng không cần vàng bạc để thành lập giáo hội của người. Giáo hội làm chủ vàng bạc, không phải để tích trữ, nhưng để phân phối và giúp đỡ những người kém may mắn. Chắc chắn Chúa sẽ hỏi chúng ta, tại sao con lại để quá nhiều người nghèo đói?
Vì con có vàng bạc, con phải cấp dưỡng cho họ. Có thể nào chúng ta trả lời rằng, vì con không muốn để đền thờ của Chúa không được trang hoàng. Nhưng những gì không mua được bởi vàng bạc thì cũng không có giá trị bởi vàng bạc. Phương cách tốt nhất để sử dụng vàng bạc của Đấng Cứu Thế là hãy cứu vớt những người lâm cảnh hoạn nạn. Đức Ambrosio luôn luôn lưu tâm đến người nghèo hơn là quyền lực. Ngài thường khiển trách người giàu khi lãng quên người nghèo. Thiên Chúa tạo nên vũ trụ trong một phương cách để tất cả những gì là của chung sẽ đem lại no ấm cho con người. Và trái đất là sở hữu chung của tất cả mọi người. Tại sao bạn lại từ chối một người cũng có quyền đối với thiên nhiên như bạn? Của cải bạn cho người ăn xin không phải của chính bạn, nhưng đó là phần của người ấy mà bạn phải hoàn trả cho họ. Trái đất thuộc về tất cả mọi người. Bởi thế, bạn đang trả nợ mà lại nghĩ đang ban bố một ân huệ. Khi hoàng đế từ trần, hoàng hậu Justina, một người phe Arian, trở thành nhiếp chính cho đứa con trai 4 tuổi Maximus, một cựu sĩ quan Roma, biết rằng cái chết của hoàng đế sẽ làm suy yếu đến đế quốc, nên dự định tấn công. Justina xin Ambrosio thương lượng với tên này. Mặc dù Justina là một kẻ thù, Ambrosio đã lên đường thi hành nhiệm vụ và đã thuyết phục được Maxima ngừng xâm lăng. Thay vì biết ơn Ambrosio, hoàng hậu Justina lại yêu cầu đức giám mục Ambrosio trao lại vương cung thánh đường cho phe Arian. Thánh nhân trả lời rằng ngài không bao giờ nhường đền thờ của Thiên Chúa. Dân chúng đứng về phe đức giám mục Ambrosio. Ngài thừa khả năng để thực hiện cuộc đảo chánh lật đổ Justina, nhưng ngài thận trọng không dùng bất cứ lời nói hay hành động nào để kích động dân chúng. Khi một số người công giáo bắt giữ một linh mục phe Arian và kết án tử hình, đức giám mục Ambrosio đã nhân danh hòa bình xin tha cho vị linh mục này và nói rằng Thiên Chúa sẽ phải đau khổ khi thấy cảnh máu chảy thịt rơi. Đức Ambrosio gửi các linh mục và phó tế của ngài đến giải thoát cho vị linh mục Arian này. Sau đó hoàng hậu Justina thuyết phục con mình ban bố luật lệ để hợp pháp hóa lạc giáo Arian và cấm người công giáo không được chống đối người Arian. Không ai có thể đệ trình một thỉnh cầu chống với một tổ chức tôn giáo đang có thế lực. Vào Chủ nhật lễ lá, trong bài giảng, Đức Giám mục Ambrosio tuyên bố không nhường lại các nhà thờ. Các giáo đoàn vì lo sợ cho tính mạng đã phòng thủ trong nhà thờ với vị chủ trăn là Đức Giám mục Ambrosio. Quân triều đình bao vây chung quanh, ngăn chặn mọi đường tiếp tế để dân chúng vì đói mà phải ra đầu hàng. Cho đến ngày Chủ nhật phục sinh, tất cả mọi người vẫn kiên trì phòng thủ. Khi chạm trán với lực lượng bao vây, Đức Giám mục Ambrosio nói, vũ khí của tôi chỉ là nước mắt. Tôi không muốn từ bỏ nơi đây, nhưng tôi không chống cự bằng võ lực. Để trấn an dân chúng đang khiếp sợ, Đức Giám mục Ambrosio dạy họ hát thánh vịnh do chính ngài sáng tác. Ngài chia cộng đoàn làm hai bên để đối đáp. Đây là lần đầu tiên việc hát đáp được ghi nhận trong lịch sử giáo hội. Tiếng nhạc và lời kinh vượt ra ngoài bốn bức tường của thánh đường và làm rúng động tâm hồn các binh lính. Không bao lâu, chính họ cũng cất tiếng phụ họa. Sự vây hãm chấm dứt. Vì biết quân triều đình đang tập trung vào việc chống đối người công giáo, Maximus một lần nữa lại quyết định tấn công Roma. Justina và hoàng tộc thật kinh hãi, không biết trông vào ai. Sau cùng, họ lại quay về với người mà họ từng tấn công và đe dọa. Họ xin Đức Giám mục Ambrosio đến gặp Maximus và ngăn chặn sự tấn công.
Trong một hành động tha thứ có thể nói lạ lùng, Đức Giám mục Ambrosio lại thi hành nhiệm vụ cho kẻ thù. Khi Maximus từ chối thỏa hiệp, Ngài vội vã trở về chuẩn bị Justina và hoàng tộc trốn sang Hy Lạp, trong khi Đức Giám mục Ambrosio ở lại chống đỡ. May mắn thay, vị hoàng đế Đông Phương là Theodosius đã can thiệp và đánh bại Maximus. Tuy nhiên, sau đó, Theodosius đã chiếm quyền kiểm soát toàn thể đế quốc Roma. Theodosius là người Công giáo và sau này trở thành người bạn chí thiết của Đức Giám mục Ambrosio. Đức Giám mục Ambrosio từ trần vào năm 397, khoảng 57 tuổi. Lễ kính được đặt vào ngày 7 tháng 12, là ngày bị tấn phong giám mục.